Sáng nay, tàu kiểm ngư KN290 đã cập cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa 160 đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh trở về sau chuyến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thuộc vùng biển đảo Tây Nam, nhà giàn JK1/10. Trải qua 8 ngày, hành trình thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với quân dân đang góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, biển đảo, đồng thời khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố luôn tiên phong trong việc đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ quân dân trên huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa, nhà giàn JK1 và quân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, thông qua nhiều phong trào, hành động thiết thực như Quỹ vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc, cả nước hướng về Trường Sa, chung tay thắp sáng nhà giàn vì Trường Sa xanh.